Gấm Nhật xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay bên em sẽ lên nhiều cái sản phẩm đẹp nha chị, anh chị yêu thích anh chị cứ điện thoại trực tiếp nha, hoặc là qua Zalo nha chị. Ở bên em là 0913 nha chị, 330469 và 0935245244 nha chị. Và em cũng xin cảm ơn anh chị đã ủng hộ nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh nha chị, để mà bên em sẽ lên trực tiếp đó, thông báo cho anh chị nha. Rồi hôm nay em sẽ lên một cái bộ trà nha chị, một cái bộ trà gọi là ngũ sắc nha chị, mà cái này là được cái là bộ trà gấm nha chị. Đó, gấm bộ này là ngũ sắc xanh và họa tiết là vẽ hoa lacquer vàng toàn bộ nha chị, truyện ký đầy đủ nha, viền là viền vàng nha chị. Đó, viền vàng toàn bộ luôn. Đó, đường kính là 9 nha chị, cao là 6, miệng 9 cao 6 nha. Còn cái bình này chị, lọc này lọc tổ ong, lọc tổ ong nha chị. Đây, lọc tổ ong lacquer vàng nha chị. Bình này dung tích khoảng là 500ml là nửa lít nước nha chị, 500ml là nửa lít nước, truyện ký đầy đủ nha, truyện ký đầy đủ luôn. Bộ này là một bình 5 chung nha chị, quay thì em có nha, cái bộ này là mới chưa qua sử dụng, quay bình là em có nha chị nha. Đó, bộ này em sale giá cho anh chị luôn. Bộ này là một bình 5 chung nha chị, hoàn hảo hết luôn nha, mới chưa qua sử dụng. Rồi cái bộ này anh chị, bộ này là 1.100.000 nha, lacquer vàng. 1.100.000 nha chị, mã A18 nha chị, mã A18, 1.100.000 A18. Rồi, một cái bình nha chị, một em lên một cái bình nè, bình này báo rõ cho anh chị nha. Là bình này là một cái bình tàu nha chị, tàu mà họa tiết thì hoa mẫu đơn nha chị, bình này cao to nha. Cao to nha chị. Đó, đây là một cái đôi cong nha chị, một đôi cong phụng nha, một đôi phụng. Đấy. Và anh chị, đôi yên ương, nói chung là cái này là những cái họa tiết bên này là họa mùa xuân nha chị. Mùa xuân hoa mẫu đơn nha chị, cái này là gọi là tứ quý bốn mùa chị, đều là, mà cái này là mùa xuân nha chị, mùa xuân tượng trưng cho mùa xuân. Đấy, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa cây tùng nha chị, truyền ký thì đầy đủ nha chị, truyền ký đầy đủ luôn. Bên này anh chị có truyền nha, cái này là có truyền ký hết. Viền này anh chị, viền này là viền lacquer vàng nha chị nha, trong nồng là bình xanh nha chị, họa tiết nổi hết nha chị, nổi cộm hết luôn, họa tiết là nổi cộm nha chị. Đây, bình này là lớn nha chị, bình rất là bự nha. Bình này là miệng là 21 nha chị, miệng bình là 21, cao bình là 58 nha chị, cao bình là 58. Cao bình 58 anh chị. Vòng bụng nha, vòng bụng thì là 94 nha chị, vòng bụng 94. Vòng bụng là 94. Đó, cái bình, đó, bình này viền là lacquer vàng hết toàn bộ nha. Rồi cái bình anh chị, bình này là 1.800.000 nha anh chị, 1.800.000. A19 nha chị, mã A19, 1.800, A19. Thank you.
nha chị hai nha. 3, 4, 5. Cái này là tô Pháp nha chị, tô Pháp. Tô này là tô vằn nha chị, tô vằn. Tô này đều gắn truyện ký hết nha chị, truyện ký đầy đủ luôn. Truyện ký đầy đủ nha chị. Pháp nha, mà cái này chị, những cái này anh chị ăn mì, anh chị ăn mì nha. Và anh chị nó chớ những gói mì, và anh chị là nó đủ khớp một đủ một gói mì nha chị. Mà cái này là cái Pháp nha, dày rất là dày nha chị, mà điều cái là cạnh rất là màu trắng trơn anh chị, đẹp lắm, sang xịn sò luôn. Hoặc cần nữa chị sang đó, và đều là có truyện ký hết nha, truyện ký tô Pháp này hết luôn. Tô Pháp này đường kính 17 nha chị, cao là 4.5, đường kính 17 cao là 4.5 đấy. Tô Pháp này chị 60k một tô nha, 60k một tô. Tô này là có truyện Pháp và răng hết nha chị, có ký hiệu hết đó. Và cái này báo anh chị là mới chưa qua sử dụng luôn, mới chưa qua sử dụng nha chị. Mã A20 60k một chiếc nha chị, A20 nha, A20 60k một chiếc. A20 rồi anh chị, một cái bình anh chị, bình này là một cái bình hoa nè, nó giống như cái bình Acura nha anh chị nha, nó giống như một cái bình hoa Acura. Bình anh chị, bình là bình hoa nổi mới nha anh chị, chưa qua sử dụng luôn. Viền anh chị, viền là lacquer vàng nha, viền hoa lacquer vàng, hoa vẽ tay toàn bộ luôn. Đó, bình này trắng trắng nha chị, và đều là có truyện nha. Đó, miệng bình là 8.5 nha chị, cao bình là 26 nha, bình này chuẩn của Nhật 26 nha chị. Đấy, bình này là anh chị 400k nha, 400k men. Cái này là mới nha chị, còn tem mạc mà đều là có truyện hết nha. 400k A21 400k anh chị, mã A21 nha, A21 400k. Rồi em lên một cái này anh chị, cái này là em có số lượng 5 dĩa nha anh chị, 5 dĩa. 5 dĩa nha anh chị, dĩa này là dĩa lacquer vàng nha. Hoa đẹp anh chị nha, hoa đào. Một cái dĩa là viền hoa truyện anh chị nha. Anh chị truyện nè. Dòng Adita nha anh chị, men bon nha. Cái này là bon nha anh chị, đẹp lắm. Viền vàng hết toàn bộ, em có số lượng 5 chiếc. Đường kính là 13 nha anh chị. Đó. Đó những cái anh chị làm những cái đế dĩa trên anh chị. Đấy, 5 chiếc nha. Rồi 5 chiếc này 120k hoa nổi. 120k anh chị nha, 5 chiếc này anh chị, mã A22. Mã A22 nha anh chị, 120k 5 chiếc nha, A22. Chị nghĩ cỡ đó quá rồi. Em hỏi lại là thử cỡ chắc thôi lại biết cái nào ta. Rồi nha chị, cái này là lacquer viền, vừa ông báo giá là ông nhớ báo giá chị lên. Rồi lai nào ta, lai nào vậy anh chị, cái này là viền lacquer, cái này chị, cái này là viền sô cô la nha chị, viền sô cô la, viền sô cô la chị. Cái này là một cái tô ngũ sắc nha chị, tô ngũ sắc ở trong là lam nha. Tô này là mới chưa qua sử dụng nha chị, mới chưa qua sử dụng. Dòng Adita nha chị, nổi hết nha, nổi hết nha chị, dòng Adita nổi hết luôn. Tô này đường kính 25 nha chị, cao là 9 nha, đường kính 25 cao là 9. Rồi tô này nha chị, đường kính 25 cao là 9 nha. Tô này là giá 6, em sale nha chị 650k nha, 650k.
A23 nha anh chị, mã A23. Tô này anh chị, thứ nhất là viền sô cô la, viền sáng, thứ hai nữa là ngũ sắc, ở trong là lam nha anh chị nha. Đó, là cái 650k anh chị. Thật tình là cái tô này em sale giá mà cốt thì cốt tô nặng nha. Đó, 650k nha chị, mã A23. Rồi một cái bộ lam anh chị. Đấy, bộ lam nha. Bộ này em có số lượng anh chị. Đấy, 6 chiếc. Tổng là 9 chiếc nha anh chị, tổng là 9 chiếc. Lam này đường kính là 12 anh chị. Cái lam dĩa này là không có truyền nha. Dĩa lam này là không có truyền anh chị. Có một cái vớt đen hình chị, dĩa nào nó cũng vậy hết. Cái này là không có truyền nha. Đấy, không có truyền mà có được là 9 chiếc nha anh chị, 9 chiếc dĩa. Sao cái nào cũng vậy hết. Đường kính 12 rồi, 9 chiếc 100k. 9 chiếc lam nha anh chị, 100k 9 chiếc nha. 100k 9 chiếc. Rồi nha chị, mã A24 nha. 100k nha chị, mã A24. Chị nghĩ là đó. Đây là nhận kính nhỏ em. Rồi anh chị, bộ này nè. Bộ này em có số lượng nha anh chị, số lượng là 6 chiếc dĩa nha anh chị. Đó, cái này là dĩa viền lacquer vàng nha anh chị. À, em có số lượng là 6 chiếc. 6 chiếc nha anh chị. Viền lacquer vàng toàn bộ Italy của Ý nha anh chị. Đó, Italy của Ý. Dĩa này là đường kính 14 năm. 6 chiếc nha anh chị, 6 chiếc Italy này là 150k 6 chiếc. 150k 6 chiếc nha anh chị, mã A25. A25 nha anh chị, 150k 6 chiếc thì mỗi dĩa này chỉ có 25k nha anh chị. Mỗi dĩa này 25k. Italy nha chị, mới chưa có qua sử dụng nha anh chị. Đó, cái này là mới chưa qua sử dụng. 150k 6 chiếc. Rồi anh chị, cái này là cái này là chén nha chị, chén xanh ngọc nha. Chén này là chén Pháp, chưa qua sử dụng nha anh chị, chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng. Chén này anh chị, đường kính 12 năm nha, và cao là 6. Đó, 12 năm chưa, cao là 6 nha anh chị. Đó, chén này là không có truyền nha, mà cái này là chuẩn của Pháp luôn. Không có truyền mà chuẩn của Pháp nha anh chị. Cái này anh chị 80k một chiếc nha. Em có số lượng tầm 10 chiếc nha anh chị nha. 80k một chiếc. Đường kính 12 năm, cao là 6 nha. Cái này là phone chén ăn cơm. Rồi, 80k một chiếc nha. Mã A26 nha chị. 80k một chiếc, mã A26. Cái máy làm ở đây à, cái đèn mờ sao. Rồi anh chị, cái này là chén cơm nè anh chị. À, chén cơm nha. Chén này là chén phôn của Việt Nam nha anh chị. Phôn chén Việt Nam. Đường kính 12 nha anh chị, rồi cao là 6 nha, đường kính 12 cao là 6. Có truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. Chén này là anh chị, chén là hoa mẫu đơn nha anh chị, hoa mẫu đơn nha. Cái này là trúc nha, trúc cúc đào nha anh chị, trúc cúc đào. Bộ này em có là
số lượng 10 chiếc nha chị. Rồi 54k một chiếc nha chị. Đó, cái này 54k một chiếc. 54k một chiếc. Em có số lượng tầm 10 chiếc nha. Mã A27. Cái đây chị, một cái cặp, cái này là dĩa nha chị, dĩa hoa nha, viền anh chị, viền này là viền sô cô la nha chị, có truyện ký đầy đủ luôn, viền sô cô la có truyện ký đầy đủ anh chị, đường kính nha, đường kính là 21 nha chị, 21 cao là 4, đường kính 21 cao là 4. Em có số lượng 4 chiếc nha anh chị, 4 chiếc. Rồi 4 chiếc này là 120k nha chị, mỗi chiếc 30k. Mỗi chiếc 30k nha chị, mới chưa qua sử dụng luôn, truyện ký đầy đủ luôn. 120k. 4 chiếc nha chị. Ôi chú, đường chủ đệ là có nhiều ta. Mã A28 nha chị, mã A28. 120k 4 chiếc nha chị, mã A28. Dĩa này là rất là đẹp luôn nha chị, đẹp lắm luôn. A28. Chút đó gì nữa ta. Em gọi tuột hình lại thử có những cái à. Cái này là chị dĩa em có số lượng nha chị, có số lượng nha. Em nghĩ là cũng còn hàng nhiều bên đây. Narumi nha chị, cái này là Narumi. À, dĩa, cái này là dĩa sâu lòng nha chị, dĩa sâu lòng Narumi. Dĩa này là đường kính 24 nha chị. Rồi ngang của dĩa là 22. Dài 24, ngang là 22. Cái đó không hả? Nó mất ta còn hàng nhiều đó. Ta còn nhiều lắm. Em có 1, 2, 3, 4 nha chị, 5, 6, 7 chiếc nha chị, 7 chiếc nè. Rồi hết bộ này nha, 7 chiếc nha chị. Rồi, Narumi. Rồi bộ này hết luôn, 300k nha chị, 300k bộ này. 300 nha chị, mã A29. Đấy, 300k A29. Rồi anh chị, một cái... bộ này là bộ lách cơ bạc nha chị, lách cơ bạc. Cái bộ này là lách cơ bạc nha chị. À, một cái này em có một dĩa nha chị, và tỏ là một bình nha chị, và bốn cái chung nha, một bình là bốn chung. Dĩa này là đường kính nha chị, đường kính 21 nha, đường kính dĩa là 21. Rồi cái này một cái bình anh chị, bình này là dung tích bình là một bình năm chung, dung tích bình là khoảng chừng 250ml nha chị. Bình này là cốt nặng nha, cốt rất là nặng luôn.
không bị mốt, không bị gì hết nha anh chị. Đấy, một bình gồm có là 1 2 5 5 chung nha, xin lỗi, 5 chung chứ không phải là 4 chung, lách cơ bạc nha anh chị. Đó, bộ này lách cơ bạc nè. Đường kính là 5 nha anh chị, cao là 3. Đó. Cái này dung tích là 250 ml nha anh chị, 250 ml. Bộ này nha, bộ này là 600k. 600k bộ này nha chị, mã A30. Cất cái đó luôn, để lấy cái khác. Bỏ tủ luôn cái đó đi. A30 nha chị, A30. Đó, cái này là bộ này 600 nha chị, 600k A30. A30 nha anh chị, 600 lacquer nha anh chị. Rồi cái bộ này anh chị, bộ này em có số lượng nha. Bộ này em có số lượng anh chị, mỗi ly nè. Đúng ra cái bộ này là 10. Bộ này anh chị, bộ này tổng là 10 chiếc nha, mà anh chị bể một chiếc còn 9 chiếc. Hai chiếc này anh chị truyện ký nè. Đó, cái này là một loại hoa nha chị, một loại hoa. Ừ, cái này hai chiếc này là một loại hoa nha chị. À, viền lacquer vàng mà cái này là mới chưa qua sử dụng. Rồi cái này là ba chiếc nha chị, ba chiếc. Rồi cái này là bốn chiếc nha, bốn chiếc lacquer vàng luôn. Cái này là rồi nha chị, nó em có số lượng là 9. Bỏ ông tủ cũng được, em phối bỏ ông hộp luôn. Vì là cái bỏ ông tủ cũng được. Đường kính nha chị 8 nha, đường kính là 8, cao là 6 nha chị, miệng 8 cao 6. Rồi cái này em có số lượng là 9 chiếc nha chị. Đấy. Rồi bộ này 250k, ly này rất là mê luôn. Lacquer vàng hết nha chị, truyện ký đầy đủ luôn nha, 250k A31. 250k chị, mã A31 nha. Rồi bộ này anh chị em có một cái dĩa nha anh chị. Một cái dĩa này là một cái dĩa cẩn sạc cừ nha anh chị, cẩn sạc cừ. Ừ. Một cái dĩa cẩn sạc cừ hoa viền vàng mới luôn. Có truyện ký hết nha anh chị, truyện ký nó đầy đủ luôn. Đường kính dĩa là 31 nha. Đường kính dĩa 31. Đường kính dĩa 31. Rồi cái dĩa này anh chị, rỡ này là 190k nha anh chị, 190k. A32 nha anh chị, A32, 190k A32. Rồi anh chị, cái này cũng là dòng một cái tô sạc cừ luôn nha anh chị, một cái tô sạc cừ luôn. Tô này anh chị không có truyện nha. Tô này đường kính 24 nha anh chị, rồi cao tô là 5. Cao tô là 5 anh chị. 21 rồi nha anh chị, một cái tô này à, một cái tô này là 90 nha anh chị nha, 90k cái tô, 90k nha chị. A33 A33 nha chị, 90. Rồi cái này em có một bộ trà nha chị, một bộ trà dòng Cutani nha. Bộ trà dòng Cutani. Hai nha chị, cái này em có hai nè. Rồi ba nha chị, ba. Cái này là 4 và cái này là 5. Một bình 5 chung nha chị, dòng Cutani nha. Ở họa tiết là anh chị hoa nổi hết toàn bộ luôn. Mà trong cái này chị, cái này là nói chung đã qua sử dụng có. Nó bị ngấm men nha chị, ngấm men. Rồi một bình 5 chung nha, một bình 5 chung. Rồi anh chị, một bình 5 chung có một chung này anh chị, nó hơi bị tấp một xíu, nói chung là cũng không đáng kể nha. Đó. Rồi là cái bình này anh chị, bình này là lọc tổ ong nha. Lọc tổ ong. Và anh chị, bình này là
có truyền ký hết anh chị, có truyền ký luôn. Rồi bộ này em sale cho anh chị luôn. Đường kính bình là 9, ly là 9, cao là 5, bình là dung tích là 500ml. Rồi em sale cho anh chị bộ này 600k. 600k anh chị, mã A34 nha, 600k A34. Rồi dạ em xin phép chào quý cô chú anh chị.